Ôi, xin chào cả nhà nha, là anh Thảo đây. Hôm nay mình chia sẻ món ăn với cả nhà nha, cả nhà nha. Đây, hôm nay mình sẽ cao chỉ chia sẻ cách ướp và nấu món heo rừng lai cả nhà. Đây là heo rừng lai nha, heo rừng nuôi á, heo rừng thuần chủng nuôi á, chứ không phải là heo rừng rặt đâu nha. Rừng rặt thì nó sẽ ngon hơn như thế này nữa ha. Đây là hàng đông lạnh đây, nó như vậy đây này cả nhà, heo rừng lai nha. Đó, đây là mình đã sắc ra rồi ha. Và đây gia vị mình chuẩn bị nè, nó bao gồm là, nói nhanh để nó video nó ngắn đây, là dầu điều, là dầu điều nè, đó, dầu hào nè, rồi hú vị hương nè. Đây là sa tế, thay vì mình là xài sa tế cay, nhưng bây giờ không có sa tế cay hết rồi, mình đành phải xài sa tế tôm thôi, nhưng mà sa tế tôm nó không bằng sa tế cay nha. Rồi, là bột nghệ, đó, bột nghệ, đó, rồi nước mắm. Nước mắm thì tùy theo mà nhà ăn mắm gì thì cho mắm đó, bột ngọt, dầu ăn, muối. Cái này không có dùng bột nêm nha cả nhà, không dùng bột nêm. Bây giờ ta chế biến này xong, nó sẽ gồm có là sả nữa nè, và rượu trắng là rượu ngon đó nha, rượu ngon cái này mình dùng rượu nếp, rượu trắng và rượu nếp ha. Rồi thêm một số gia vị nữa, ví dụ như là sả, rồi ớt, nói chung ớt bằm vô cay thì nó ngon hơn sả nhiều. Một xíu củ rìa ha. Đó là mình làm món xào lăn nha cả nhà. Rồi mình ướp đều lên, có thể là dùng bao tay nên mình trộn, mình đeo vô mình bóp cho nó đều, nó mềm, nó thấm thịt. Xong rồi nửa tiếng sau mình xào, mình cháy tỏi cháy tỏi lên cho thơm, tỏi với sả mình cháy cho thơm. Xong rồi bắt đầu mình bỏ cho mình xào thôi. Và như vậy là nêm đủ gia vị để ăn thôi nha cả nhà. Nó đơn giản thôi nhưng mà đủ gia vị nó sẽ ngon. Đúng ra mình có dầu mè nhưng mà dầu mè hết rồi, tí có thể mình thay thế bằng thêm cả dầu mè thì không có, mình chơi mè hột vô luôn đó, cho nó thơm ha. Có dầu mè thì nó sẽ thơm hơn. Rồi nha cả nhà, đây là mình chế biến nha, chút xíu nữa mình sẽ quay cái video mà khi đã nấu xong rồi cho cả nhà xem ha.